nguyên một cái logo bự vàng và kim cương tầm gần 5 chỉ vàng. Đối với Kỳ Lân, chỉ cần một cái túi như thế này là có thể đựng được tất cả những vật dụng cá nhân cần thiết nhất của một người sử dụng hàng ngày đi bất kỳ nơi đâu. Và những cái đồ khác thì mình để trong vali rồi, nhưng laptop phải luôn luôn lúc nào để bên mình, bởi vì công việc thời đại 4.0, thời kỳ công nghệ, bắt buộc phải có laptop bên người, bên mình để giải quyết những công việc mà những việc phát sinh rất cần. Nên là cái này là cái công năng mà sử dụng Kỳ Lân muốn như vậy, nên Kỳ Lân đã tạo ra một sản phẩm handmade theo đúng ý mình nhất bằng chất liệu da cao cấp. Cứ mở ra như thế này là mình lấy được cái máy tính ra, một cái máy tính mà mình để vào cái túi xách rất là gọn. Và nếu như quý khách sử dụng những máy tính khác to hơn thì Kỳ Lân sẽ thiết kế kích thước lại cho cái túi này to hơn một chút xíu để vừa với cái máy tính của mình. Hoặc nếu như chúng ta dùng máy tính bảng nhỏ hơn thì mình sẽ làm cái túi này nhỏ lại một chút để nó phù hợp với từng cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng. Bởi vì Kỳ Lân là handmade theo cá nhân hóa, theo công năng sử dụng, theo yêu cầu. Một máy tính như thế này mà để gọn vào chiếc túi như thế này. Rồi bây giờ bên trong công năng là có một cái dây, mình sẽ để vào đây, móc vào hai bên như thế này. Khi mình đi công tác, đi du lịch, đi di chuyển nhiều thì mình xách một tay sẽ mỏi. Thì lúc này mình cần cái dây này để mình mang trên vai một bên như thế này mình đi, hoặc là mình mang chéo như thế này sẽ rất là gọn, cực kỳ gọn, rất là gọn. Mang chéo cũng được, không mang chéo thì mang một bên, không mang nữa thì mình xách bằng cách tháo hai dây này cắt đi vào trong, hoặc là mình cứ để dây mình xách đi dây cũng được. Lúc nào mình xách thì mình xách, lúc nào mình mang thì mình mang, lúc nào mình đeo thì mình đeo. Và cái dây đeo này sẽ có những cái lỗ Kỳ Lân đã thiết kế sẵn, đã làm sẵn những cái lỗ như thế này để tăng giảm, giống y chang như là dây thắt lưng của chúng ta vậy đó. Muốn cho nó ngắn lại hoặc dài ra thì Kỳ Lân dùng việc tháo ra như thế này, xả ra cho nó dài hơn, hoặc là muốn ngắn lại thì Kỳ Lân sẽ thâu lại, và đầu còn lại dư như thế này sẽ bị lượm thượm thì chúng ta sẽ đưa vào cái khoen này. Còn một bước nữa thôi là hoàn tất 100% khi mà đưa cái logo bự vào bên mặt này, tức là mình có thể sử dụng được hai bên, một bên là có dây kéo để những cái tờ nhỏ ngoài, và trên đó có cái logo vương miện bằng vàng nguyên khối 750, có 3 viên kim cương bên trong logo vương miện này. Bên còn lại Kỳ Lân sẽ để nguyên một cái logo bự vàng và kim cương tầm gần 5 chỉ vàng.